là nếu như các bạn có coi lớp bớt thì chắc sẽ biết cái anh chàng cá heo này. Hôm nay anh chàng cá heo này lên đây để quay quay cái gì đó, clip cái con khỉ móc khô gì đó. À, đấy đây hello cá heo đó, đồ nghề này chưa quay được cái gì hết á. À, tao giấy cho tỏ tình thất bại. Tỏ tình đâu không? Quen rồi không ơi. Ờ, đồ quen luôn rồi hả? Tại vì ông không ông này rồi. Cá heo nhờ chúc mừng sinh nhật bồ của con cá heo. Á, à, đúng nhìn mặt đúng hâm luôn á, tự nhiên đỡ có nón á. Ờ. Cái tiên. Thôi được rồi, vậy đi. Rồi là vậy sao? Làm sao? Chỉ cần chúng mình sinh nhật là hết tiền tay gì cũng dơ. Ok. Không. Bả mày. Đi quay quay không? Rõ nét chưa? Nét nét sao? Đâu? Ờ, chuyển sang chế độ quay đi. Đang quay nè. Ờ đúng rồi đang quay nè. Quay lại đó. À, ok. Hello Dân. Nói chung là anh vừa thấy gương mặt của em trên, đương nhiên là trên Facebook của em rồi. Tại heo nó cho anh coi, thấy không giống nhau lắm. Nhưng mà anh vẫn cầu mong cho hai đứa là nói chung là có cái gì đó connection với nhau ha. Và nhân dịp sinh nhật của em, anh chúc em sinh nhật vui vẻ. Đừng có cười. Mặc dù anh biết em biết anh là ai đâu. Nhưng mà rồi em sẽ biết không. Bồ của cá heo là mọi đứa nào cũng phải biết anh là ai không? Rồi sẽ biết thôi. Rồi khi nào mà về thì đây thì mình gặp gỡ cho luôn nhau nha. Đi đi. Xin nhìn vui vẻ. Sao chút vậy được không? Nói người ta yêu cầu có 5 giây thôi, ông chơi 40 giây. Good. Cho ông chơi bên này. Sau khi mà Gen đã chúc rồi thì bây giờ tới bún mì và tiên. Thì cần nói là chúc mừng sinh nhật Dương là happy birthday gì đó. Có thể nói vài câu sâu sâu vô giống như anh. À, nói tiếng Đức rồi. Chọc mặt. Hay. Hay đi nhớ lại từ đó rồi. Ô má cũng ngộ không nhớ tiếng Đức. Ừ, nhớ lại đi, nhớ lại đi. Phải cho người ta đầu tư. Ừ, đầu tư. Người ta có học okay. Mà, người ta quên thôi. Đi to bảy rưỡi ra. To. À. Nhớ là prolix. Rồi vô mới được. Hello. Anas Kuta xin hiệp vô sạ. Dân. Hi Dân, happy birthday Dân. Mặc dù không biết Dân là ai mà không biết cái thằng quay phim là ai luôn. Happy birthday. Anh về cắt lại sau cùng giùm em. Bây giờ Jen sẽ đi xuống phố đi bộ để quay những cái clip tiếp theo với con quỷ cá heo này. Tại sao Jen phải đi chung? Tại vì nó không có dám mà hả ngỏ lời xin người ta quay giùm. Vô dụng. Tao sẽ lợi clip này cho người yêu mày. Thấy đẹp trai. Rồi má bớ thêm dần cho ma tí nữa. Kè mày nhà mấy con gấu đó kìa. Thôi trời. Tàu lao. Tình hình là cá heo đã tìm được một nhóm bạn giúp đỡ. Dơn chứ không phải dơ nha.
Cá heo đang khá là vất vả trong cái công cuộc mà hả kiếm người phụ mình. Cậu không dám nói hả? Tào lao. Này nhờ hai bạn này đi. Nhờ hai bạn này nè. Đây, hai bạn này, đường này. Thế là heo đã tìm được một cặp nữa. Ok, giờ thôi cảm ơn đi. Cảm ơn. No. Có nghĩa là đây nè, cho người ta quay lại hiểu không? Chúng mình sẽ nhập vô. Anh có một cái suy nghĩ khác em nhiều lắm. Vô phúc lắm mới gặp bằng này. Nói một câu vậy là không cần nói nhiều. Trời ơi, đang buồn kìa. Một, nói chung là thưa các bạn, có một cái bạn sao ta, một bạn đi dạo ngoài đây khá là buồn vì cá heo nhờ. Mình có pháo bông, các bạn có muốn không? Sao không nữa? Trời, chịu chơi luôn, lấy bông đi. Hai cái được mà, không sao đâu. Chưa. Đúng dữ, bạn này nhiệt tình là like cho bạn. Không dạ. Em có cái dây, em móc cái dây vào. Ủa, bên kia live stream luôn mới ghê chứ. Okay. Bây giờ còn không đẹp đâu, người ta sinh nhật mới đẹp, mình làm chi? Xong nhanh. Chúc mừng sinh nhật chị nha. Sinh nhật chị nha. Mình có thể nói là happy birthday John hoặc là happy birthday Hoa John. Vâng thưa các bạn, phố đi bộ Spiderman. Hy vọng là mình không bị report gì cái clip này. Đây. Bây giờ vâng thưa các bạn, và cá heo lại tìm được thêm một hai bạn nữa đi giúp đỡ mình, rất là nỗ lực. Ê heo, mày chụp hình cái tên lại luôn đi, mày khỏi mở lên chi mất công.
bạn có thể nói là happy birthday anh John. Cảm ơn hai bạn nha. Ok, thất bại rồi các bạn. Ở đây nè. Ê, đỡ đỡ mạnh nha. Mình có thể nhờ một chút rồi. Như là hơi khó khăn rồi, mấy bạn hơi ngại. Ok không? Rồi vậy là mấy bạn đã được đã đồng ý giúp đỡ cái heo rồi. Ok. Happy birthday Hoa Dương. Lại nha. Lại nha. Happy birthday Hoa Dương. Cảm ơn. Tích cực. Rồi lại thất bại rồi. Tội nghiệp cho heo quá. Nói chung là một hành trình khá là vất vả cho heo. Có những cặp giúp đỡ, những cặp là từ chối. Nhưng mà dù sao thì cũng gần như đã hoàn thành clip rồi.
quay trở lại vô phủ để uống hết cái đống nước còn lại. Mà cũng không biết là hả ráp kịp cái clip nữa. 12, 13 nó đưa mình cái file, xong 15 phải giao sản phẩm cho nó, con điên hả, làm như mình là siêu nhân vậy. Em có thể mở âm thanh lớn lớn lên tí được không? Thì coi như mấy người không quen tôi đi, mấy người là người lạ đi. Xem tôi đi nhờ người khác. Má thân cốt quần què vậy. Chưa biết gì. Heo nó lầy lắm. Bây giờ nó nhờ tới người trong quán luôn rồi. Ok, rồi, thua.